Nếu không có chùa to Phật lớn, cảnh đẹp Thì làm sao có Phật tử? Đáp Chùa to là hình ảnh cung điện của các nhà vua phong kiến Trong khi Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc Mà bây giờ người ta cung kính thờ phụng Ngài Nơi cung điện vàng son Như vậy có đi ngược lại đạo Phật không? Nếu không có chùa to Phật lớn, cảnh đẹp Thì làm sao có Phật tử? Như vậy tu viện chân như đâu có chùa to Phật lớn sao phật tử về đây đông đảo như vậy hỏi ngài nên dùng trí tuệ tam minh tìm và dạy cho được một vài vị a la hán để làm nền tảng cơ bản cho hậu thế tin tưởng mạnh mẽ tiến theo đáp đó là trách nhiệm bổn phận của vị đạo sư nếu chúng sinh đủ duyên với chánh pháp thì quả vị a la hán tu tập không phải khó khăn chỉ vì mọi người đang tu thử nên không bao giờ vị đạo sư dạy. Hỏi: Không có ai giảng nghĩa rõ ràng kinh Phật bằng ngài, do đó ngài nên giảng nghĩa rõ kinh sách Phật cho hàng Phật tử. Đây là việc làm rất cần thiết và giá trị mà chỉ có ngài làm được. Thời gian đã 29 năm rồi, ngài chưa đào tạo được một bậc A La Hán để lại niềm tin cho hậu thế. Con e rằng khi ngài nhập diệt thì hàng phật tử chúng con phải lần mò trong đêm tối mịt mù nếu quý thầy cô thông cảm và thương cho lòng thao thức của chúng con kính mong quý thầy cùng quý cô hãy nỗ lực tu hành cùng đóng góp vào công trình cứu vớt hàng con phật đang bơ vơ con xin thành kính tri ân đáp tất cả những gì làm lợi ích cho chúng sinh thầy đã làm xong còn tu tập hay không tu tập là quyền quyết định ở người Phật tử, không bao lâu nữa Thầy sẽ vào nước bàn. Trên 80 tuổi rồi, còn gì nữa phải không quý Phật tử? Khi trách nhiệm và bổn phận của người Thầy đã làm xong đối với chúng sinh, thì ra đi là đúng lúc. Danh lợi như nước chảy qua cầu, khen chê còn có nghĩa lý gì, khi thế gian này các Pháp đều vô thường.